Những sự thật thú vị về rượu vang Mỹ trong thời kỳ đầu. Phần 3. Tiếp nối phần trước, hãy cùng đến phần cuối của những sự thật thú vị về rượu vang Mỹ trong thời kỳ đầu. 1. Chuyến cưỡi ngựa 3 tháng của Thomas Jefferson qua miền Nam nước Pháp. Những tạp chí danh tiếng hàng đầu về rượu vang như Vin-Epe, The Wine Society đã phải thốt lên rằng về một khía cạnh nào đó khi bỏ qua những đánh giá chuyên môn sâu sắc, Thomas Jefferson hẳn chiếm ưu thế hơn họ rất nhiều trong lĩnh vực rượu vang. Thật vậy, vào năm 1787, Jefferson đã xin nghỉ 3 tháng sau nhiệm vụ ngoại giao của mình ở Paris, đi du lịch ẩn danh trên lưng ngựa, chủ yếu là một mình. Ông ấy khám phá các vùng Champagne, Burgundy, Beaujolais, Languedoc và Bordeaux. Ông cũng ngó du xuống miền Bắc nước Ý để xem ô liu. Ông ấy đã ghi chú cực kỳ chi tiết về chuyến đi, và trên thực tế, nếu tìm kiếm về nhật ký hành trình của Thomas trên Google, bạn ắt hẳn sẽ cảm thấy cực kỳ ghen tị với ông ấy cho mà xem. 2. Người ủng hộ đầu tiên cho rượu vang Mỹ được minh oan. Tổng thống Jefferson tin tưởng mạnh mẽ rằng Mỹ có thể và nên sản xuất rượu vang của riêng mình. Những nỗ lực ban đầu của ông để trồng nho châu Âu Vitis vinifera tại đồn điền ở Monticello đã thất bại, nhưng cuối cùng luận án của ông đã được chứng minh là chính xác. Ngày nay, ngành công nghiệp rượu vang của Mỹ là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất thế giới. Nếu không có sự động viên không ngừng nghỉ ban đầu của Jefferson, người sẽ nói rằng liệu chúng ta có hoàn thành được tất cả những gì chúng ta có hay không. Vì vậy, Daily Wire khá chắc chắn nếu ông ấy có thể du hành thời gian đến cuộc thi rượu vang sự phán xét của Paris năm 1976 thì ông ấy sẽ là người đàn ông hạnh phúc nhất trong phòng. Tại buổi nếm thử năm đó, những chai rượu ngon nhất mà Mỹ cung cấp đã đánh bại những loại rượu ngon nhất của Pháp, và điều này đã gây chấn động thế giới rượu. Follow và thả tim cho Daily Wire Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!